Ok, bây giờ cháy nói lại cho cô chú nghe coi. Nói lớn lên. Nice to meet you. Nice to meet you. Nói lại. Nice to meet you. Đúng rồi. Tự nhiên đang ngồi ăn với nó, mày nay nó đi chơi với mấy đứa nít thằng sớm á. Tự nhiên đang ngồi ăn với nó, cái nó nhìn lên nó nói Mommy, nice to meet you. Có nghĩa là mẹ ơi, rất vui khi được gặp mẹ, là cái câu đó thường thường là ai mà mới gặp nhau á, người ta thường nói câu đó để người ta be nice á, để giống như là thân thiện á, là rất vui được biết bạn đồ này kia. Trời, tự nhiên nó quay qua nó nói Mommy, nice to meet you. Nói gì? Ủa con biết mẹ là con vui lắm hả? Biết mẹ là đau khổ chứ có gì đâu vui vậy? Heo. Hả? Ê thôi đừng có cho con heo ăn giùm cái. Heo đủ mập rồi. Heo màu quay nhưng mà heo đủ mập rồi. Điều sai phải không? Ok, let's go. Gì rồi, let's go chú cầm mó. Đi đường kia, đi xe đường kia không? Thôi để mẹ tắt cái máy lạnh chứ. Lucky đâu? Trời ơi, Lucky ra ngoài đó nằm hả? Rồi, bye bye Lucky đi. Nói Lucky. Trời ơi, ôm nữa hả? Cô nói Lucky ơi, ở nhà chơi đi chơi nha. Thôi để im đó cho Lucky đi. Khỏi mượn. Để im đó, đúng rồi. Ok. Ừ, đi. Con đang ôm em gì á? Heo. Heo hả? Baby, the door is already closed. Ok. Baby, you could stay out there. Chồng Ngọc rảnh ghê á, đang chuẩn bị cái xe ngoài đó rồi. Rồi cái Ngọc đóng cửa lại rồi, Ngọc tưởng anh vô nhà anh kiếm thêm cái gì nữa. Mà không, anh nói anh vô để anh đi ra chung với Ngọc với Chay coi rảnh gì sao. Ngồi trên xe đợi cũng được vậy. Bởi ai kiếm được ông chồng như tôi không? Cái gì? Ba mẹ bồng heo hả? Rồi con đi với ba đi. À con muốn nắm tay mẹ, nắm tay ba hả? Ok. Ngọc thấy anh vô, Ngọc tưởng anh tưởng kiếm cần kiếm cái đồ gì. Hai người chồng hỏi vô làm gì, nó vô để đi ra chung với hai mẹ con. Bởi ai có chồng như tôi không? Gặp Ngọc là Ngọc không có cái chủ đó đâu. Bước ra tự đi ra mệt. Vô chung gì. Đó, dựng xe đó rồi ngồi anh xe đi cho mát đi, nắng mà. Hả chay ha, ba rảnh hả chay ha? Ngờ nước đó con. Còn bà này nữa đi, nắm tay một người thôi, nắm lần hai người. Chi vậy không biết. Tình yêu sẽ nguội lạnh, người ơi ta sẽ thôi. Sẽ chấm hết bao nhiêu đam mê không thuộc về với ta. Quan kia. Baby put her in. Đó. Còn cái vụ mà để con lên xe là làm biến, thôi được không? Để chay lên xe là Nguyễn Thị làm biến. Señorita. Nói chuyện đàng hoàng. Trời ơi, ba nó hát cái nó kêu ba nói chuyện đàng hoàng. Nó nghe nè, con gái ngồi khép chân lại chút coi. I love it. Sorry. Rồi hát đi, ok ba đừng hát nữa. Daddy don't sing anymore. Okay. JD will sing.
Trời ơi, ngủ cái kiểu gì mà không thấy con chay nó nằm ở đâu luôn á. Trời ơi, nó trốn. Nó trốn gì mà nó trốn dữ vậy trời ơi. Ôi chào ơi. Úi trời ơi, ngủ mà không có mặc áo mà trời. Trời đất ơi. Em ơi. Úi trời ơi, ngủ không mặc áo, không bên đây. Không mặc áo, không bên. Không mặc áo cho không bên. Cướp à. Dậy đi con, 5 giờ chiều rồi. Lạnh em. Đừng có làm vậy, lạnh em. Chị đang đứng ở ngoài chị đợi con kìa. Chị nói hả, ăn chay đâu rồi? Hồi nãy để mày kể cho nghe. Để mày kể cho nghe. Đây đây. Hồi nãy á, cái xong rồi cái chay ngủ á, cái hả mẹ ngồi mẹ còn thức nè, cái chị á, chị gõ cửa luôn. Chị gõ cửa chị nói mẹ chay đâu? Ủa lộn, mẹ ơi, chị hỏi cô chay đâu rồi? Cái xong rồi cái mẹ nói cô chay đang ngủ, để chút nữa chừng nào chay ngủ vậy để coi chay có sức mạnh để chay đánh con ghê rồi cái chay ra chay chơi với chị nha. Ba làm gì chay vậy? Chơi là ba làm gì chay? Nói mẹ nè. Đúng. Để bà kể cái chuyện bà già. Hồi nãy á, để mà kể cho nghe. Chay ngủ á, cái xong bà già đi ngang qua, mẹ đang ngồi ngoài trước á, bà đi ngang qua, bà hỏi chay đâu rồi. Cái mẹ nói chay ngủ rồi. Mẹ thấy bà cầm một cái bịch. Bà cái bịch bà để bà bắt nít. Bà cầm cái bao bự lắm. Cái mẹ hỏi bà già là hồi mẹ hỏi bà già đi đâu á. Cái bà già bà nói là bà đi bắt nít. Cái mà hỏi từ sáng giờ có đứa con nít nào hư chưa? Bà nói chưa. Sáng giờ bà đi bà kiếm mà chưa có. Xong rồi cái hả bà hỏi anh chay đâu, cái Ngọc nói anh chay ngủ rồi. Cái xong bà nói ừ vậy là ngoan đó, nói chay là không có được quậy nghe chưa. Mà hồi nãy á, bà già đi ngang qua cái mẹ che cái miệng chay lại vậy nè, mẹ che nè, tại vì mẹ sợ là bà già thấy là chay ngậm ba bà đó là bà bắt liền, nên là mẹ che cái miệng chay lại vậy nè. Cái bà đâu thấy đâu, cái bà nói ừ chay ngoan quá, dạo này chay ngủ chay không có ngậm ba bà. Mà thật sự là chay có ngậm ba bà. Dạ chay. Dạ mẹ. Lớn lên. Dạ mẹ. Con có thương mẹ không? Dạ. Thương mẹ để đâu? Để nhẹ nhẹ thôi. Để quá là đã lùng rồi mà còn để mà. Để nhẹ thôi. Con có thương mẹ nhất trên đời không? Mà đây nè, nói cho mẹ nghe coi. Mẹ là cái gì của chay? Mẹ yêu của mẹ. Cái gì? Mẹ là? Mẹ yêu mẹ của mẹ. Là mẹ yêu của mẹ hả? Rồi đi ra đây. Lại đây. Rồi, đứng em. Bây giờ mày hỏi chay nha. Chay là cái gì của mẹ? Chay là chay yêu của mẹ hả? Mà chay là em gì? Đứng xa ra chút. Không, con xa ra mẹ. Hả? Con là em gì của mẹ? Dơ đó con. Con là em gì của mẹ? Em gì? Mẹ quý. Ừ, dơ rồi chút nữa mày cho khác. Mà con là em gì của mẹ? Em yêu của mẹ. Em gì? Em yêu của mẹ hả? Dạ. Hôn mẹ miếng là em yêu. Có thương ba không? Ôi, thương mẹ, thương ba. Ừ, thương ai nữa? Như trời ơi, vô hôn ba hả? Ba đang rửa chén, khỏi không? Chút nữa đi, ba đang bận rửa chén rồi. Con có thấy ngon không? Không, mẹ ăn chip. Mẹ ăn chip của con hả? Con thương mẹ mà sao con không cho mẹ ăn chip? Hả? Ủa, thương mẹ mà không cho mẹ ăn chip làm sao? Thương cái kiểu gì vậy? Thương bằng lời nói hả? Ồ, cái con ghê ghê đó. Con spider đó. Spider đâu sai đó, thấy ghê chưa? À, cô chú coi con spider nè, đó. Thấy chưa? Thôi bây giờ ngồi xuống, bây giờ xa ra, xa ra. Khoanh tay lại. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Cho con ăn. Cho con ăn. I love you làm sao? Nhiều không? Dạ. Con có yêu cô chú không? Ha. Dạ. Con có yêu ông ngoại bà ngoại không? Bà ngoại tên gì, nói lại coi. Bà ngoại tên gì? Nói đàng hoàng mẹ cho, bà ngoại tên gì? Mẹ không bẻ. Không bẻ chip nữa, nhưng mà bà ngoại tên gì? Con không bẻ. Ông ngoại tên gì? Trần Công. Tên gì? Trần Công. Ồ, giỏi quá. Rồi mẹ tên gì? Mẹ nào tên Julia? Ừ đúng rồi đó. Mà nhưng mà mẹ này tên gì? Mẹ tên
Đúng rồi, ba tên gì? Ba Kim, ba Công Quyền. Rồi cái chữ quên đọc nhẹ nhàng kìa chứ. Còn còn Út tên gì? Con rồi còn ba Bảo tên gì? Ba Bảo tên gì? Sắc là gì? Ba Bảo tên Bảo. Mẹ Ngân tên gì? Tên gì? Tên gì? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Dạ. Tên Ngân. Còn Vinh Sình tên gì? Con Ngân. Tên Ngân. Dạ, con Ngân. Còn Vinh Sình tên gì? Không biết. Tên Vinh. Vinh. Ba Ly tên gì? Không biết. Ba Ly tên là Vĩ. Vĩ. Ừ. Con tên gì? Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi? Suy nghĩ coi mấy tuổi. Con 3 tuổi. Con 3 tuổi. Rồi đếm số 3 coi, đưa cho mẹ dở, đưa mẹ coi số 3 coi. Số ra số 2. Okay. Đừng có đưa số ra số 2, số 3 là vậy nè. Đúng rồi. Rồi chơi nói cho mẹ nghe, chơi mấy tuổi? Chơi 3 tuổi. Chơi 3 tuổi. Số 3. Số 3. Đây nè, số 3 vậy nè. Con nói đi, chơi 3 tuổi. Chơi 3 tuổi. Đúng rồi, ok, giờ mẹ cho ăn nè, nãy giờ hỏi nhiều quá. Cho mẹ ăn cái nha. Cho mẹ ăn cái thôi. Đi. Mở rồi á. Bắt hỏi cho ăn cái gì. Cho mấy ngon. Ngon nhỉ. Cái này có mấy bịch này làm ở đâu đây? Để mẹ coi cái bịch này là sản xuất ở đâu đây. Từ từ. Bịch này là product of cái gì đây? Của sản xuất của ai đây? Của Mỹ à? Không có nắm. Biết rồi, hồng của Philippines nè, cái này của Philippines. Philippines gửi qua, cái này ngon á. Ngon ha. Ngồi ăn chứ rồi. Lại ngồi gần cái ăn chứ rồi. Hello con. Say hi Pam. Thằng sớm đi ngang qua là con phải hello thằng sớm. Bộ đồ này ba nó mặc vô cho nó đó cô chú. Mùa hè mà ai mà sống gần sông gần hồ là toàn mặc đồ vậy không á. Miếng ơi, cho miếng ơi. Cho mẹ miếng. Cho mẹ xin một miếng, quên nói chuyện đàng hoàng nó mới học theo. Cho mẹ xin một miếng đi con. Chứ mà mình nói cho miếng coi, chứ mà mốt nó xin mình cái đó, nó cho miếng coi, cho miếng coi y chang, bởi vì khổ. Giờ phải học ăn học nói lại từ đầu đó. Con cho mẹ xin một miếng, mẹ cảm ơn con nha. Ngon quá. Mà cảm ơn con. Cái đó gì kìa? Cái mặt. Cho miếng. Thôi được rồi, cảm ơn. Đủ rồi. Nghĩa là không bao giờ mới ăn mấy cái đồ này mà bữa nay mới ăn là dữ lắm luôn á. Ngày mai là cái gì vậy? Con rớt dưới đất hay gì? Rớt cái đất bỏ đi con, đừng ăn. Đừng ăn. Để cho con ghê ăn đi. Thầy mẹ nói đừng có ăn, rớt dưới đất là dơ dưới đất nè. Mà mẹ nói cho cha nghe nè. Ngủ quên lộn, kể cho cô chú nghe. Ngày mai chạy đi học bơi. Ngày mai là chạy sẽ được đi học bơi. Cuối cùng ngày mai là 3 giờ chiều đi học bơi nghe chưa. Trở lại trường bơi là phải cho. Chào chị. Hả? Chào chị á. Sao? Chào chị. À có cho chị đi nữa hả? Hay là... Chờ chị. Chờ chị, chờ chị. Ừ chờ chị. Giờ con đang đứng con chờ chị á hả? Hả? Nó đang chờ nhỏ bé, con bé hay bơi với nó đó. Mà sau này không thấy ra ta. Hả? Sau này không thấy bạn đó ra ta. Thường ngày nào không ra mà sao giờ này chưa ra ta. Chay mong mốt qua mà mẹ có bận mày đi cái công việc gì á. Chay là mẹ gửi con cho cái cô mà mẹ của cái chị đó được á. Cô đó tội nghiệp. Thất nghiệp rồi. Nhưng xong cái dịch này bị thất nghiệp. Thôi mẹ không ăn nữa, mẹ không ăn nữa. Không ăn nữa, không ăn nữa. Cảm ơn con. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm nhưng mà mẹ không ăn. Không, mẹ không ăn nữa. Không. Ủa sao ba hồi vậy thì dành ăn mà ba hồi thì cho ăn đồ dữ vậy. Thôi không ăn, cảm ơn. Mai mốt mà mẹ bận gì gì á, mẹ kêu cái cô đó hả, nhờ cái cô đó trả tiền cổ.
để cô giữ con được á trai. Để có thứ nhất là con được chơi, được có người giữ nè, thứ hai là con có cái chị đó chơi chung với con nữa. Mẹ có đi đâu 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ á, mẹ đưa cho con cho cô đó giữ. Xong rồi mày về mày trả tiền cổ. Tại vì biết xong tội nghiệp, cổ thất nghiệp. Dịch xong rồi cái cổ bị mất việc luôn. Giờ ăn tiền thất nghiệp mà hàng tháng chứ còn không có tiền bằng bạc nào, hai con không có chồng. Có hai đứa con, lo hai đứa con. Mà bị cái cổ khổ cái chứ có gì ta. Không biết chồng có trợ cấp đâu gì không biết. Nhờ ai cũng được nhờ vào đó. Để trả tiền cho bà có tiền mà xài. Tình yêu sẽ nguội lạnh, người ơi ta sẽ thôi. Sẽ chấm dứt đam mê không bao giờ thuộc về với ta. Có mặn lắm. Cuộc đời lại hết sáng, tình yêu lại hân hoan, ta lại thấy bâng khuâng trong trái tim mình. Đó, không biết cô chú có ai nghe cái bài đó chưa? Hello. Cô chú mà ai mà nghe bài đó thì chắc tuổi cô chú cũng đã lớn lắm rồi đó. Phải cỡ hăm mấy ba chục trở lên rồi mới nhớ cái bài đó. Hả? Nhẹ nhàng rơi xuống cùng ánh dương chiều nay. Chú đi vô kiếm nhà. Ở uống nước không? Còn khát nước không? Ăn ở đó khát nước không? Vô lấy miếng nước uống đi. Mới hồi nãy mới ăn rồi đây cô chú. Ăn rồi mới cho ăn chip mẹ. Nỗi buồn vẫn thế, không còn hiện lên chút sự ấm nào. Đến giờ đây giấc mơ đã chìm sâu. Chú đi lên trên nhà đó đó hả? Thật lòng không muốn phải cách xa người ơi. Rồi coi bà chay nè. Tới mùa này cái da bà cũng đang thụ lùi, đang xì luôn nè. Ngồi nội nội mà không có cần đi ra nắng nữa. Ngồi ở ngoài không, nó cũng nắng nó cũng táp vô nó hả chay hả? Nắng mà nó táp như là táp rùi vậy. Rớt rồi kệ nó đi con, vậy cho người xì bay đợi ăn đi. Nắng nó táp mình như táp rùi vậy. Hát vô. Mà không lẽ gì vô nhà ngồi đóng cửa lại. Con ngồi tướng thương không? Con muốn mẹ lấy ghế cho con ngồi không? Hả? Muốn mẹ mở ghế ra cho chay ngồi không? Dường như muốn nhận lại, dường như chưa thể quên. Đã có lúc tim ta hoang mang lo sợ vì thiếu anh. Dù là trong dĩ vắng, dù là trong cơn mơ, trong màn đêm thương xót chính ta hao gầy. Thôi mẹ mang nữa, mẹ mang nữa, cảm ơn. Cái ăn chay sao? Hả? Mà bát tính. Thôi mẹ không ăn nữa. Chay xong. Không biết rồi, không biết rồi, không biết rồi. Rồi làm gì vậy? Chị đâu hả? Dạ. Chưa qua. Biết đây không? Con có cái điện thoại iPhone 6 ở trong kia đúng không? Mốt xin số điện thoại chị. Nói chừng nào gặp chị cho em số điện thoại. Rồi cái rảnh hai đứa gọi nhau, cái chừng nào mình hẹn ra đây mình chơi. Ha? Gọi. Đúng rồi, gọi nhau. Dạ. Gọi alo sao? Alo sao? Gọi alo chị sao? Alo sao? Alo. Bấm. Sao? Bấm đúng rồi, cũng phải bấm chứ, chưa bấm alo gì, bấm đi. Số máy bấm đi. 090000 không có. Cái gì? Alo. Alo. Alo mẹ. Con phải nói chuyện chị mới nghe, con phải bấm alo, bấm đi. Bấm đi. Alo chị hả? Thì mày chạy mày dạy cho nói. Mày cầm cho rồi, alo chị hả đi. Bấm vô, đúng rồi. 567. 567 đúng rồi, 567. Rồi alo đi. 1 2 3 5 6 7 8 9 10. Rồi. Để quay quay đi để mày chỉ cho nói. Hello. Hả?
Hỏi chị đang ở đâu rồi? Đi lên rồi. Tới chưa? Chưa. Em chờ từ nãy giờ. Chị nói em đứng đây từ chiều giờ. Đứng đây từ chiều giờ. Ừ, lớn là đứng đây từ chiều giờ. Đứng chiều giờ. Nói em đứng đây từ hồi chiều tới giờ. Uống nước không? Dạ. Chờ. Ủa? Rồi nãy con gọi điện thoại chị, chị nói sao? Chị đợi con ghê. Ồ, chị đang đợi ghê hả? Trời đất ơi, chị đợi ghê, chị trời, chị không sợ ghê hả? Trời, sao chị nói chị gan dạ vậy, chị có sợ không? Con nói là chị ơi, đừng có kêu con ghê bắt em nha. Nói đi, nhà dặn đi, đừng có kêu để vũ chị, đừng có kêu ghê tới chứ không phải chị dẫn ghê tới. Nói đi chị ơi. Chị ơi. Đừng có dẫn ghê tới nha. Bấm bấm bấm. Còn ghê tới nhở? Con không ghê tới nhở? Ừ. Chị ơi. Chị sợ, chị sợ. Thôi chị đâu rồi, chị đang đợi ghê. Cái tướng mà hả? Hồi nãy Ngọc với Chay có đi chợ. Đi đâu á? Cái xong rồi cái con gặp một cái chị chia. Cái chị nói hả, trời ơi, coi YouTube ở ngoài hoài mà nhận không ra. Tại vì ở trong cái video nhìn thấy bự quá mà ở ngoài sâu nhỏ xíu con giống nhôm vậy. Ngọc á, tính ra bữa nay ngày hôm nay hình như cái số ký của Ngọc là hình như 48 kg hàng sáu mọi người. Ngọc sụt ký. Kệ ốm cho đẹp. Nha mọi người ha. Ra vô uống nước đi con. Ủa cái gì á, con có gì trên tay con hả? Có mình này hả? Con biết nhiêu đó là bao nhiêu tiền không? 1 cent. Hả? Ở đâu tự nhiên 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Không phải. Không phải làm sao? Cái đó là 1 cent. Cái 1 cent đó là con không có mua được gì đó. Hiểu không? Không đủ đóng tiền thuế luôn. Thuế tới 6 cent lận. Mình mua cái gì 1 đô la mình phải trả 6 cent tiền thuế. Đó, nên là con có 1 cent này là con không thể mua được cái gì, bất cứ gì trên đời này á. Không còn một ai khác trên đời mang về con tiết trắng hết á. Rồi cái mặt vẽ gì á? Mẹ đi đâu? Đi nhà. Mẹ đi vô nhà với con hả? Dạ. Con hung mạng mính đi, mẹ đi. Ai mà hung vai? Hung mặt đi. Ôi trời. Trời đi, dạ đi chị, em đi. Thật lòng không muốn phải cách xa người ơi. À con vẽ. À đây nè, để quay sẵn quay cho cô chú coi luôn. Bày đi. Dạ. Sẵn quay cho cô chú coi luôn, đây là tất cả những cái đơn hàng mà chuẩn bị để... Khoan đi. Ngồi xuống. Mẹ ngồi xuống từ để mẹ lập cái này lại để che giấu những cái thông tin của người khác. Đây. Đây là những cái đơn hàng chuẩn bị ngày mai Ngọc gửi đi. Mẹ ơi. Đây mẹ ngồi xuống đây. Mẹ ơi. Rồi ngồi đây này nè. Rồi, ngồi đó. Mẹ vẽ con hả? Dạ. Con vẽ trước đi, mẹ vẽ sau. Vẽ sau. Ừ. Đó, ngày mai là Ngọc sẽ chở Chay đi nè, vừa để gửi một đống hàng này nhị hoa nghị tây cho tất cả các cô chú anh chị nào ở Mỹ nè. Rồi con ghi số điện thoại của mẹ lên cho cô chú coi nha. Dạ. Nhà cái số điện thoại của Ngọc ở Mỹ nhà mọi người liên hệ nha. Hai. Ủa cái gì vậy Chay? Đưa cho mẹ nó, đưa cho mẹ ghi, con nói mẹ vẽ với con mà, đây mẹ vẽ nè. Đây cho mẹ mượn cái bút mẹ vẽ đây. 2 4 8. Rồi 4 9 5 3 2 4 5. Để mua nhụy hoa nha. Nhụy hoa nghệ tây. Cô chú ở Mỹ liên hệ. Ok xong. Ừ. Bữa giờ cứ đọc thôi mà chứ không có ghi lên. Giờ có cái bảng ghi rồi. Rồi con ghi giống y chang mẹ coi. Ghi vậy rồi hư trời, hư chữ của mẹ rồi.
Honey, you are the funniest. Chồng Ngọc nó Ngọc mắc cười quá. Tự nhiên nó ghi số điện thoại lên bảng. Ok, sao mẹ? Hôm nay rồi. Ok, sao mẹ? Xong chưa con? Ôi, sao con vẽ đẹp quá. Con vẽ sofa sao con vẽ chậm chậm thôi chứ con vẽ chi cho sofa? Vẽ chi cho nhanh vậy? Vẽ khác vẽ khác làm sao? Vẽ xấu quá. Vẽ xấu quá hả? Yeah.